Em là cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh thân mến. Em tên là Kinh Thị Y Lưu, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Đắk Ma. Hôm nay em xin kể một câu chuyện mang tên Bà Cô Gái. Ngày xưa có một bà già sinh đường, bà cùng con cái. Bà rất yêu thương các con, bà lo cho các con từng ly từng tí. Nhà nghèo nên bà phải làm lụng vất vả để nuôi các con, nhưng bà không hề phàn nàn. Được sự yêu thương và chăm sóc của mẹ, bà cô gái lớn nhanh như thổi và đẹp như trăng rằm. Rồi cô cả, cô hai, cô út đi lấy chồng. Một hôm bà thấy trong người khó chịu, bà biết mình không qua khỏi, bèn viết thư cho các con và nhờ sốc. Sốc con ơi, là đây ba bảo. Hãy đưa thư này cho các con ta và bảo chúng về thăm ba ngay. Vâng ạ. Sốc con đi rong rã một ngày một đêm mới đến nhà cô chị cả. Cô chị cả đang gọt chậu. Sốc con đưa thư cho cô chị cả và nói to: chị cả ơi, chị cả, mẹ chị ốm nặng lắm, chị về thăm mẹ chị đi. Nghe sóc con nói, chị cả liền đáp: mẹ chị ốm nặng lắm à, chị thương mẹ chị quá, nhưng chị phải cọ xong sớt chậu này đã. Sóc con tức giận: thương mẹ mà còn ở nhà cọ chậu, thôi cứ ở nhà mà cọ chậu suốt đời. Sóc con nói xong, cô chị cả liền biến thành một con rùa bò đi mãi mãi. Sau con lại đi rong rã một ngày một đêm mới đến nhà cô chị hai. Cô chị hai đang xe chỉ. Sau con đưa thư cho cô chị hai và nói to: chị hai ơi, chị hai, mẹ chị ốm nặng lắm, chị về cho mẹ chị đi. Nghe sau con nói, chị hai liền đáp: mẹ chị ốm nặng lắm à, chị thương mẹ chị quá, nhưng chị phải xe xong sớt tí này đã. Sốc con tức giận: thương mẹ mà còn ở nhà xe tí, thôi cứ ở nhà mà xe tí suốt đời. Sốc con nói xong, cô chị hai liền biến thành một con nhện suốt đời xăm tí. Sốc con lại đi rong rã một ngày một đêm mới đến nhà cô chị út. Cô chị út đang nhão bột. Sau còn đưa thư cho cô chị út. Chị út đọc xong hốt hoảng về thăm mẹ ngay: mẹ ơi, mẹ ốm à, con về thăm mẹ đây ạ. Sau còn thấy cô út thật tình thương mẹ, sau còn đến bên cô chị út và nói: chị út đúng là một người con hiếu thảo, rồi chị sẽ gặp hạnh phúc và được mọi người yêu mến. Đúng là như vậy đấy đó bà nà. Chị út sống có một cuộc sống rất là hạnh phúc và được mọi người yêu mến. Câu chuyện của em kể đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đến đây chúng ta chưa về hội đâu. Quá cảm động, rất xúc xắc. Thầy là một những thầy giáo chứng kiến nhiều cuộc kể chuyện, nhưng rồi bạn nói lại cái tên thầy quên rồi. Ý Liêu, một dòng kể truyền cảm rất là hay, xứng đáng nhận được một chiếc cặp và một lót vở. Một trăm cái đồng.